Tôi dùng kem Mít Liên này rất là hiệu quả, là 7 năm rồi. Dạ, 7 năm. Dạ, 7 thứ này là tôi vẫn dùng mỗi ngày, hàng ngày đó. Trước đó là cái da của cô như thế nào? Rồi bữa nay là cô có hài lòng không? Ai cũng khen là trẻ được mấy tuổi đó. Năm nay tôi được 67 tuổi rồi. Hình như là cô không có đánh một tí xíu mà gọi là phấn má hồng phải không? Từ đó tới giờ cứ xài là kem Bích Liên thôi, không có ngoài ra không một chút kem nào nữa hết. Dạ. Dạ. Rồi hồi trước là cái da của cô trước khi dùng là nó như thế nào, cô có thể nói thêm? Nó không có được đẹp như bây giờ thôi. Để đáp lại niềm tin và tấm chân tình quý giá mà quý thân chủ và khách hàng đã chọn dược mỹ phẩm EV Princess Cosmetics trong suốt 20 năm qua cũng như hiện tại, sản phẩm EV Princess và BL Miracle đã mang đến niềm tin cho hàng triệu người với làn da thật đẹp, lấy lại niềm tin, thành công và hạnh phúc của người phụ nữ khắp nơi trên thế giới. Vì vậy, hệ thống công ty EV Princess và Hoa hậu Bích Liên không ngừng cố gắng và phát triển để đáp lại lòng thương yêu của quý khách hàng, đã cho ra đời dòng sản phẩm BL Miracle. Tất cả sản phẩm của hệ thống công ty EV Princess Cosmetics bao gồm EV Princess và BL Miracle chữa trị, nuôi dưỡng, tái tạo, phục hồi và bảo vệ làn da, cùng với dược thảo Astro Balance, EV Slim Beautiful, đông trùng hạ thảo và linh chi đỏ.